tiên em xin lại đón tiếp anh đã đến với gian hàng của chúng em tại cuộc triển lãm ngày hôm nay. Anh có thể giới thiệu đôi chút sơ qua về bản thân và công ty mình được không? Anh tên là Hùng, anh là giám đốc công ty quảng cáo Lê Việt Minh. Vâng ạ. Trụ sở của anh nằm ở ngõ 192 số 203 Lê Văn Tấn, Trường Chinh, Hà Nội. Dạ vâng ạ. Thì đơn vị anh thì hiện tại thì đang làm về cái lĩnh vực gì anh ạ? Đơn vị anh thì chuyên chính là chuyên về thi công biển bản. Dạ vâng. Thì cũng hay chuyên làm alu. Dạ vâng, anh có nghĩa là anh làm thị trường của tất cả các cái tỉnh miền Bắc này đấy ạ? Thực ra thị trường thì nó cũng nhiều, đơn vị làm anh thì chỉ làm chung chung mấy tỉnh gần đây thôi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Theo như em được biết ấy, thì anh là một trong những khách hàng thường xuyên sử dụng keo dán tiêu dính 3D Bond bên em. Thì vậy anh có thể cho em biết vì sao anh lại lựa chọn sản phẩm bên em không ạ? Trên thị trường bây giờ các sản phẩm keo thì rất nhiều, nhưng mà hay xảy ra những vấn đề lỗi. Thì mình qua những người bạn giới thiệu đã sử dụng keo bên bạn thì đã tư vấn và cho mình sử dụng cái keo 3D của bên bạn. Thế vậy thì anh đã sử dụng cái keo dán siêu dính 3D Bond bên em rồi. Thì anh có thể cho em được biết rằng là anh có thể nói rõ hơn sự khác biệt giữa keo dính 3D Bond của bên em với các cái dòng keo trôi nổi ngoài thị trường khác không ạ? Bây giờ trên thị trường các keo trôi nổi ngoài thị trường rất nhiều và nó sẽ có điểm là nhanh bị giòn và nó kết dính không tốt. Còn keo 3D của bên bạn ấy thì là thứ nhất là bóp ra nó nhanh khô và dẻo và sự tạo sự gắn kết rất cao. Giá thành thì hợp lý. Cảm ơn anh đã đến với triển lãm và ghé thăm gian hàng bên em. Một lần nữa thay mặt cho công ty Tân Tiến Thành xin được kính chúc cho anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho công ty anh luôn luôn phát triển hơn nữa. Anh cũng chúc công ty càng ngày càng phát triển. Dạ vâng, xin cảm ơn.